Ông Trầm B, người được mệnh danh là đại gia Trà Vinh, vừa bị bắt vì gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng Việt Nam. Ông Trầm B được người Việt ở hải ngoại biết đến vào năm 2014 khi ông bán đi khu thương mại Cupertino Square rộng là 27 hecta ở San Jose, California, Hoa Kỳ với giá là 116 triệu USD mà ông từng mua đầu tư trước đó. Báo tuổi trẻ dẫn thông báo của Bộ Công an cho hay trong vụ này đã bắt giam và khởi tố hàng chục người về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 16 bị can bị bắt giữ, nổi tiếng nhất có ông Trầm B, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank, ông Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Sacombank, ông Nguyễn Việt Hà, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Lộc Việt, Ông Đỗ Phương Nam, phó giám đốc công ty Đại Phát và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 ngân hàng với tổng thiệt hại khoảng là 6.600 tỷ đồng. Các đồng nguồn tin cho biết là cơ quan điều tra còn khởi tố thêm 23 bị can khác cùng với tội danh trên xảy ra tại 4 ngân hàng: Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Trong số tiền thiệt hại trên, đáng chú ý là khoản sai phạm liên quan đến ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Theo kết luận điều tra giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh do có mối quan hệ từ trước, vào tháng 4 năm 2013, ông Danh đã gặp trực tiếp ông Trầm B để đề nghị được vay tiền. Biết ông Danh là chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng VNCB, không thể vay tiền tại đây nên ông Trầm B đã đồng ý cho ông Danh vay là 1.800 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là tiền gửi của ngân hàng xây dựng tại ngân hàng Sacombank. Ông Trầm B đã dẫn ông Danh sang gặp ông Phan Huy Khang và chỉ đạo cho ông Khang cho vay là 1.800 tỷ đồng. Sau đó ông Khang đã giao cho cấp dưới của mình thực hiện theo chỉ đạo của ông Trầm B. Để gấp rút vay số tiền trên, ông Danh đã lập ra 6 công ty và cho những người đang làm lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị vân vân của tập đoàn Thiên Thanh lên làm giám đốc của các công ty này sau đó chỉ đạo thuộc cấp dùng hồ sơ pháp nhân của sáu công ty trên đến Sa Công Bang làm thủ tục vay tiền. Theo kết quả giám định, việc Sa Công Bang cho sáu công ty của ông Danh vay là 1.800 tỷ đồng khi chưa thẩm định nguồn vốn và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi. Hiệu quả của phương án vay và khả năng hoàn trả nợ vay là chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định. Ông Trâm B trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết sau vụ thâu tóm lịch sử trong ngành ngân hàng. Đây là nhân vật từng nắm vị trí chủ chốt tại Sacombank và cũng là người đã thay đổi số phận của ngân hàng này. Vụ thâu tóm giấu mặt tại hội đồng cổ đông năm 2017, ngân hàng Sacombank rất nhiều cổ đông đặt câu hỏi là tại sao đại hội không có mặt ông Trầm B. Ông là nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank ai đồng ý cho sáp nhập Southern Bank và Sacombank trong khi cổ đông không đồng ý sáp nhập. Các cổ đông cũng thắc mắc là vì sao trong các năm trước ngân hàng vẫn làm ăn tốt còn chia cổ tức cho cổ đông, còn mấy năm gần đây thì không. Đây là câu hỏi của những người đã tin tưởng và đầu tư vào ngân hàng Sacombank trong nhiều năm qua. Họ không hiểu là tại sao Sacombank lại xuống dốc một cách thảm hại như vậy. Giá cổ phiếu xuống dưới 10.000 đồng, trong khi nhiều cổ phiếu khác đã lên 30.000 đồng, 40.000 đồng dù trước đó còn thua kém. Từ một ngân hàng hàng đầu, Sacombank rơi vào tình trạng khó khăn với hàng ngàn tỷ đồng nợ xấu và phải tái cấu trúc. Trước đó, Sacombank từng được biết đến là một ngân hàng đứng đầu trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần. Dưới thời ông Đặng Văn Thành làm chủ tịch hội đồng quản trị, cú thâu tóm lịch sử với một nhóm cổ đông giấu mặt bắt đầu từ năm 2011 đã thay đổi lịch sử của ngân hàng này. Đại gia giấu mặt sau đó lộ diện chính là ông Trầm B, khi đó là ông chủ của ngân hàng phương Nam Southern Bank. Sự ra mắt hoành tráng của ông Trầm B kèm theo đó là cú sắp nhập Southern Bank và Sacombank, khiến Sacombank sau sắp nhập càng phức tạp hơn. Hàng chục ngàn tỷ đồng nợ xấu đã trở thành gánh nặng chung và câu chuyện tái cơ cấu Sacombank trở nên rối rắm hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh các cơ chế xử lý nợ xấu chưa được khởi thông tài sản đảm bảo khó có thể xử lý để thu hồi tiền cho vay về cho ngân hàng. Trong năm 2014, trước khi sắp nhập với Sacombank, Phương Nam chỉ lãi vỏn vẹn là 17 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng, nợ xấu chiếm gần 6%. Nhiều năm liên tiếp kể từ ngày thành lập, cổ đông ngân hàng Phương Nam không được chia cổ tức. Còn tại Sacombank tới cuối năm 2016, nợ xấu là hơn 13,7 nghìn tỷ đồng, tức là 6,9% dư nợ nếu tính cả nợ xấu bán cho VAMC và một số khoản phải thu từ Southern Bank, tổng nợ sẽ còn lớn hơn nhiều. Các tên trầm bê nổi như cồn trong giới tài chính bắt đầu từ năm 2013 khi doanh nhân vốn rất kín tiếng trước đó lộ diện. Ông trầm bê chính là đại gia thâu tóm Southern Bank và là đạo diễn thành công vụ sáp nhập giữa Southern Bank và Southern Bank. Khi đó quyền lực và sự giàu có của nhà ông trầm bê khó ai có thể sánh được. Gia đình ông Trầm B có thời điểm là cổ đông lớn nhất tại cả Sacombank và Southern Bank. Đây cũng là trường hợp hy hữu, một gia đình nắm quyền chi phối ở hai ngân hàng. Việc sáp nhập sau đó đã giúp xóa được cái tiếng sở hữu chéo giữa hai ngân hàng. Tuy nhiên quyền lực lớn mạnh của ông Trầm B dường như giúp được gì cho Sacombank mà còn khiến ngân hàng này lún sâu thêm hơn và khó khăn với những thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Sau khi tiếp quản Sacombank, Ông Trầm B và Phan Huy Khang, người từng giữ vị trí tổng giám đốc từ phương Nam đến Sa Công Băng, lại tiếp tục gây khó khăn ngân hàng này giống như đã làm với phương Nam trước đó. Khi hai người này rời đi, Sa Công Băng trở thành ngân hàng gánh đầy những khó khăn. Trong những thông tin ban đầu, chỉ, chỉ vì quen biết, ông B chỉ đạo ông Phan Huy Khang sẵn sàng cho vay cả ngàn tỷ. Ông Trầm B và Phan Huy Khang đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và Đồng Phạm trong việc gửi tiền sang Sa Công Băng bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn là 1,8 ngàn tỷ đồng. Trước đó, Southern Bank cũng đã cho cá nhân ông Danh liên quan tới tập đoàn Thiên Thanh vay những khoản tiền rất lớn và theo kết luận của thanh tra, nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện vay vốn. Ngân hàng Phương Nam không thể kiểm soát được tiền vay sử dụng vào việc gì, không kiểm tra chặt chẽ quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay, trả nợ của khách hàng biên bản kiểm tra sử dụng vay vốn kết luận khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích nêu tạo hợp đồng tín dụng nhưng thiếu tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay vốn góp vân vân ông trầm b là nguyên quán trung quốc là doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực ông từng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty chế biến thủy sản sơn sơn thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh BCCI, chủ tịch bệnh viện triều an vàng bạc đá quý phương nam chứng khoán phương nam vân vân không phải ngẫu nhiên mà ông Trầm B mở rộng các lĩnh vực kinh doanh Mà đó có thể là những toán tính thể hiện tha vọng Tạo ra thế kiềng ba chân vững mạnh cơ sở tầng nông nghiệp và tài chính Ông Trầm B giữ chức Phó Chủ tịch Southern Bank từ năm 2004 Năm 2012, ông cùng con trai là Trầm Khải Hòa bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của Southern Bank để tham gia hội đồng quản trị của Sacombank. Đến tháng 10 năm 2015, Southern Bank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tới đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. đại gia trầm bê nguyên phó chủ tịch Sa công Bang sở hữu là hai bất động sản thuộc hàng khủng khiến dư luận xôn xao đó là một khu thương mại ở mỹ và một lâu đài ở quê nhà trà vinh ông trầm B. được trời phú cho khả năng nhạy cảm với thị trường luôn thức thời trên thương trường khởi nghiệp từ gỗ ông trầm bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện kinh doanh bất động sản tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng đặc biệt là ở lĩnh vực bất động sản ông trầm B. đã sớm gặt hái được thành công Năm 1999 khi đang kinh doanh gỗ nhưng nhận thấy sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường bất động sản, ông Trầm B quyết định lấn sang thị trường còn rất mới mẻ này. Mở đầu bằng việc đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh BCCI và trở thành thành viên hội đồng quản trị ngay sau đó. Trong nhiều năm, BCCI trở thành đại gia bất động sản phía Nam khi sở hữu quỹ đất rộng lớn cùng nhiều dự án tham vọng thời đó. Đặc biệt là tròn 10 năm sau khi dấn thân vào thị trường bất động sản, Vị đại gia này đã quyết định mang tiền ra xứ người đầu tư bất động sản, đó là vào năm 2009. Ông đã bỏ ra khoảng 64 triệu USD để sở hữu một phần khu mua sắm. Velcro Shopping Mall thuộc trung tâm thương mại Cupertino, bang California, Mỹ. Sau khi ông Trầm Bê thâu tóm một phần khu trung tâm thương mại này, đã có lời đồn đoán trên thị trường rằng là hàng loạt công ty của Mỹ đã cố gắng thương lượng với Trầm Bê trong suốt nhiều năm nhằm mua lại phần vốn này nhưng không thành công, trong đó có cả ông lớn công nghệ Apple. Phải 5 năm sau và năm 2014, vị đại gia này mới quyết định chuyển nhượng để chốt lời khoản đầu tư này. Đối tác của chồng bê lúc bây giờ là công ty bất động sản Sen Hill. Theo giới truyền thông lúc bây giờ trong vụ đầu tư này sau khi trừ đi 36 triệu USD giải quyết các khoản thuế tại Mỹ, Đại gia Trầm Bê mang về Việt Nam 80 triệu USD, tức là lãi 16 triệu USD sau 5 năm rót vốn. Đây là một con số không hề nhỏ và có thể nói là một trong những thương vụ đầu tư thành công nhất của đại gia bất động sản Việt và thị trường Mỹ. Thương vụ này đã khiến cả thị trường bất động sản Việt Nam lẫn Mỹ xôn xao. Đây được coi là một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử bán lẻ của thung lũng Silicon. Không chỉ nổi danh trên thương trường, đại gia Trầm Bê còn nổi tiếng với thú chơi ngông, khi bỏ tiền ra xây dựng dinh thự được đánh giá là lớn nhất Việt, miền Nam Bộ. Dinh thự của đại gia Trầm Bê tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Củ, tỉnh Trà Vinh từng gây xôn xa dư luận. Ông Trầm Bê vốn là một đại gia khá im tiếng đối với báo chí khi căn biệt thự của ông xuất hiện trên báo chí, một lần nữa lại chứng tỏ sự giàu có sành chơi của vị đại gia này. Ngôi biệt thự của đại gia Trầm Bê có 5 chóp tọa lạc trên khu đất rộng 30 hectare trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh, kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng